Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ không có tự tánh? Này thiện hiện vì sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp, thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà nhãn giới nhĩ tĩ thể thân ý giới không có tự tánh? Này thiện hiện vì nhãn giới nhĩ tí thiệt thân ý giới tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới không có tự tánh này thiện hiện vì sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà nhãn thức giới nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không có tự tánh này thiện hiện vì nhãn thức giới nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà nhãn xúc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không có tự tánh này thiện hiện vì nhãn xúc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh này thiện hiện vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp, thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà địa giới, thủy hỏa phong không thức giới không có tự tánh. Này thiện hiện, vì địa giới, thủy hỏa phong không thức giới tự tánh không hòa hợp, nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp, thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà vô minh, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, không có tự tánh. Này thiện hiện, vì vô minh cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não, tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp, thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà pháp nội pháp ngoại không có tự tánh này thiện hiện vì pháp nội pháp ngoại tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh